kinh ở Ngô Thái Cực. Vì vậy chúng tôi xin ghi lại đây để quý đạo hữu cùng tận tâm lắng nghe để học hỏi và tu tiến trên con đường phản bổn hoàn nguyên. Những lời minh triết và vô cùng siêu diệu này từ trước tới nay chưa có kinh sách nào đề cập đến. Chúng tôi thiết nghĩ quý đạo hữu nào được nghe cũng là duyên phước kỳ ngộ để đón nhận siêu điển thiêng liêng của Thượng Đế. Vì vậy chúng tôi xin nói rằng đây là kinh Thái Cực và cha giảng bằng siêu điển thiêng liêng, nên xin quý đạo hữu hãy thật thành tâm và trân trọng để đón nhận. Kính mời quý đạo hữu tận tâm lắng nghe. Lục độ tự độ còn gọi là pháp môn lục tự di đà, hay là tu tịnh độ, tức tịnh lục căn để độ lục trần, bằng cách niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thu nhiếp lục căn để khỏi nhiễm trần, tịnh sáu căn để ngăn sáu dục, lau chùi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý cho trong sạch để khỏi nhiễm bởi ô nhiễm dơ bẩn của sắc thanh hương vị xúc pháp. Đấy là về mặt hữu vi. Còn về mặt vô vi, khi niệm lục tự di đà là để khai thông sáu luân xa trong bản thể của các con. Sáu luân xa này được khai thông thì sáu căn được thanh tịnh sáng suốt, giúp con rời quế độ tiếp dẫn sang tịnh độ, tức cõi thanh tịnh an lạc sáng suốt, cho đến một lúc nào đó tâm linh con bừng sáng thể nhập được vào Phật tri kiến, tức là con thật sự vãng sanh vào cõi Tây Phương tịnh độ, còn gọi là quốc độ cực lạc của A Di Đà. Hay nói đúng hơn là trí con đã thâu nhập được vào thể trí của càn khôn vũ trụ vậy. Nhân cơ hội nói về tịnh độ, cha nhớ lại cho các con theo pháp môn này nhớ rằng tu mà còn vọng cầu vọng tưởng đến trần gian thời đừng mong Phật hay Bồ Tát đến rước con về đâu nghe. Vì còn vọng cầu vọng tưởng thì lỡ ma vương ba tuần nó thị hiện thần thông biến hóa A Di Đà, Quan Thế Âm, Bồ Tát, Đại Thế Chí đến rước con về cùng ma nó đó, thời làm sao các con nhận biết được. Tuy nhiên cha nói là nói vậy, chứ các con thật tâm tu hành tịnh độ rồi, dù cho chúng nó có đến kéo đến hết cả dòng họ nhà ma của chúng cũng không làm hại con được đâu. Vì lúc đó điển quang của con trong sáu luân xa trong bản thể con thật sáng mạnh, đẩy văng chúng ra xa, không cho chúng đến gần con được. Còn con nào giả tu tịnh độ mượn đạo tạo đời, sáu luân xa không phát ra thanh điển được mà còn bị điển đè nặng, thời lũ ma nó đến gần con trì kéo con vào tội lỗi xấu xa theo ý của nó, cho con trả rồi cái nghiệp quả mượn đạo tạo đời giả tu giả chứng vậy. Lục độ tha độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Pháp môn này có bên cấp Phật. Con nào tiến hóa cao muốn mở hạnh Bồ Tát thì phải tìm đọc nghiên cứu thêm để phát triển bi trí dũng đặng cứu khổ ban vui cho quần sanh. 8. Thất giác chi, đây là pháp môn trợ duyên thôi, các con hãy tìm đọc bên sách Phật đạo để mà tu học. 9. Bát chánh đạo là 8 con đường chánh dẫn con ra khỏi tà đạo. Chánh kiến là thấy cho đúng sự thật. Chánh tư duy là suy nghĩ cho đúng đắn. Chánh nghiệp là làm việc cho chân chánh. Chánh mạng là sống cho chân chánh. Chánh tinh tấn là tiến một cách cho chân chánh. Chánh định là thiền định theo chánh pháp. Chánh niệm là nhớ những điều chân chánh. Chánh ngữ nói những lời nghe thật. Đây là về mặt hữu vi bên ngoài. Cha cũng ban rải hồng ân cho các con tiến hóa cao, phổ truyền cho quần sanh pháp môn vô vi huyền nhiệm này, cần thiết và cấp bách trong giai đoạn này. Đó là pháp môn mật niệm bát chánh để khai thông và phát triển bát thức cho chân chánh. Trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, các con nên ngồi xếp bàn để niệm lục tự di đà, phối hợp với sự tập trung tâm trí ý vào 8 luân xa trong bản thể như sau. Luân xa nơi chót mũi để khai thông, để khai mở tỷ thức cho chân chánh. Luân xa nơi hai hàng chân mày để khai mở nhãn thức cho chân chánh. Luân xa nơi đỉnh trán để khai mở ý thức cho chân chánh. Luân xa nơi sói ấp tức đỉnh đầu khai mở trí thức cho chân chánh. Luân xa nơi ngọc chẩm giữa ót và sọ
khai mở nhĩ thức cho chân chánh, luân xa nơi óc để khai mở thiệt thức cho chân chánh, luân xa nơi tim để khai mở tâm thức cho chân chánh, và luân xa nơi rúng để khai mở thân thức cho chân chánh. Tám luân xa trong bản thể là trung tâm lực điều khiển sự hoạt động của ngũ quan và tâm trí trong tiểu hồn của các con, còn gọi là bát thức, liên hệ mật thiết với bát chánh đạo là phần hữu vi bên ngoài. Tâm thức chân chánh tức là chánh định, trí thức chân chánh tức là chánh tư duy, ý thức chân chánh tức là chánh niệm, nhãn thức chân chánh tức là chánh kiến, nhĩ thức chân chánh tức là chánh nghiệp, tỷ thức chân chánh tức là chánh tinh tấn, thiệt thức chân chánh tức là chánh ngữ, thân thức chân chánh tức là chánh mạng, tâm thức, trí thức, ý thức còn gọi là tâm trí, lý trí, ý chí, mà xưa kia Thích Ca nó đặt là A Lại Gia thức, Mạt Ma thức, hay Tư Lượng thức, Truyền Thông thức. Đó là phần hạ trí, trung trí, thượng trí trong tiểu hồn của các con, tương đương với hạ thiên, trung thiên, thượng thiên, hay còn gọi là hạ giới, trung giới, thượng giới của càn khôn bên ngoài các con, mà xưa kia Thích Ca nó gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cõi hạ thiên, còn gọi là hạ giới, tức là trần gian các con đang ở đây, là cõi hoạt động của chúng sanh còn sát thân và tính tham. Sắc giới hay cõi trung thiên còn gọi là trung giới, tức là cõi mà những linh hồn tiến hóa thấp sau khi bỏ xác về cõi này, đây là cõi hoạt động của chúng sanh không còn sát thân nhưng còn tánh tham. Vô sắc giới hay cõi thượng thiên còn gọi là thượng giới, tức là bồng lai tiên cảnh, đây là cõi hoạt động của chúng sanh tiến hóa cao không còn sát thân và tính tham nhưng còn ý thức giới. Đây là ba cõi nhẹ, còn ba cõi nặng là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Các cõi này là trạm tiến hóa và rất cần thiết, bình đẳng như nhau để vô số tiểu hồn các con lặn ngục nếm chứng nghiệm mà học hỏi đủ mọi trạng thái, mọi khía cạnh, khổ vui, chánh tà, thiện ác, đúng sai, trượt thanh, đẹp xấu, vân vân. Đặng sau khi giác ngộ hoàn toàn, trở về hiệp nhất với cha là một đấng toàn năng toàn giác, rồi sử dụng cái toàn năng toàn giác ấy để phụng sự đời đời cho cơ tiến hóa của càn khôn vũ trụ, để hằng hữu đời đời, vô cùng, vô tận, vô thủy, vô chung. Cha nhắc lại các pháp môn mật niệm bát chánh rất cần thiết và cấp bách trong giai đoạn mạt hạ này, vì đây là pháp môn thâu nhiếp hết các pháp, bao trùm luôn cả pháp môn niệm lục tự di đà, vì niệm lục tự di đà để tịnh lục căn, độ lục trần. Còn mật niệm bát chánh là để khai thông ngũ quan, vừa phát triển tâm thức. Pháp môn này chẳng những thanh lọc bản thể mà còn khai tâm, mở trí, luyện ý cho tiểu hồn con càng ngày càng hiền từ, tin tưởng hơn vào giáo pháp của cha và của các vị giáo chủ. Tuy là pháp môn màu nhiệm, nhưng song song với việc mật niệm bát chánh, các con nên thiền định và ngăn ngừa sự đắm nhiễm ngũ quan và ngũ dục, đồng thời phải ngăn ngừa sự nổi dậy của tam độc là tham sân si làm rối loạn lu mờ tâm thức của các con. Vì vậy, bằng cách lúc nào tam độc nổi lên, ngũ dục nổi dậy, con tập trung mật niệm bát chánh, tức đem hết tâm trí ý niệm lục tự di đà vào tám luân xa từ chóp mũi đến rúng. Mỗi luân xa niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu một vòng mà chưa đè nén nổi, tiếp lần thứ hai, nhưng đổi lại là Amitabha. Nam Mô Amitabha, cho mau quá giải. Vì âm ba câu phản ngữ này gần bằng chấn động điển của âm ba càn khôn vũ trụ. Nếu chưa hết là phải niệm cho đến chừng nào hết mới thôi, nghe con. Thứ đến là các con phải biết ăn cắp. Cũng như tánh sát sanh, ăn cắp là bản chất không thể thiếu trong con cũng như của Thượng Đế. Sau khi tách rời khỏi Đại Hùng Cha, tiểu hồn con xuống thế là để học và học cho được tính ăn cắp và phát triển cho nó vô cùng thẳng. Mới đầu các con ăn cắp theo kiểu trượt, rồi tiến lên ăn cắp theo kiểu thanh. Ăn cắp theo kiểu trượt là ăn cắp của cải của trần gian bằng các mánh khóe lường gạt, buôn bán gian lận, đầu cơ tích trữ, móc ngoặc, đào tường, khoét vách. Nói chung, những kiểu ăn cắp này làm cho con nặng nề, tối tâm, bởi trượt điển bao phủ, đè nặng, làm trì trệ con đường tiến hóa của các con. Giờ đây các con muốn tiến hóa, các con phải bỏ kiểu ăn cắp trượt đi,
tiến sang kiểu ăn cắp thanh, ăn cắp cao hơn, có ích lợi hơn cho các con. Các con nên ăn cắp của cải của cha, chẳng những không bị tù đày mà còn mạnh khỏe cả tinh thần lẫn thể xác. Đó là con biết tinh tấn siêng năng công phu luyện đạo, thâu rút khí âm dương trời đất vào thanh lọc bản thể bằng pháp luân thường chuyển, pháp luân thường thiền định. Các con có lẽ ngạc nhiên lắm khi cha nói công phu luyện đạo là ăn cắp, nhưng cha biết nói sao hơn khi nói lên điều này. Quay ra ngoài bản thể lấy trộm của chúng sanh là ăn cắp theo kiểu trượt trật, trở quay vào trong bản thể lấy trộm khí tiên thiên của cha để thanh lọc bản thể, công phu luyện đạo bằng pháp luân thường chuyển chính là ăn cắp kiểu thanh vậy, và chính là ăn cắp kiểu tiên thánh Phật vậy. Như vậy tính ăn cắp chẳng có gì là xấu xa, nếu biết học hỏi và phát triển thì nó rất bổ ích cho các con. Khi các con hiểu rồi, cha khuyên các con nên phát triển lên vô cùng tận, đừng tập tành ăn cắp của thế gian nữa, mà ăn cắp thứ cao quý hơn, vĩ đại hơn, và cuối cùng làm sao các con ăn cắp được chân lý tối thượng của Thượng Đế để Ngài nhường ngôi Thượng Đế lại cho các con. Thưa cha, trong một quyển sách cho ông Tư Đỗ Thuần Hậu, ông tổ môn phái Vô Vi đã có viết rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế ở ngôi thứ hai, còn Đức Hát Bì Phật Tổ nắm quyền chủ thể âm dương ở ngôi thứ nhất. Vậy xin cha cho chúng con hiểu rõ điều này. Cha đáp, Hát Bì Phật Tổ nắm quyền chủ thể âm dương chính là cha ở ngôi thái cực đó thôi con. Danh Hát Bì Phật Tổ cũng là danh của cha nữa. Hát Bì Phật Tổ hay quyền khung cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn, hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn v.v. cũng là cha. Cha có vô số danh, bên Cao Đại Giáo, cha còn tá danh là Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, hai Phước Đức Tiên Ông Kim Viết Cao Đại, vân vân nữa đó con. Cho nên, nếu chúng con muốn tưởng cha, muốn niệm danh cha, chúng con có thể niệm Nam Mô Quyền Khung Cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn, hay là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, hay Nam Mô Hát Bì Phật Tổ vân vân đều được cả. Miễn rằng khi con niệm danh đó, ý con tưởng nhớ đến đấng tạo hóa muôn loài là được rồi. Câu hỏi số 21 vấn. Thưa cha, trước đây ông Tám, thầy chúng con có dạy niệm lục tự Di Đà để mở sáu luân xa trong bản thể. Hầu chúng con đạt được lục thông, ông Tám có dặn rõ phải niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Dù là người ngoại quốc học thiền theo phái Vô Vi, khi hành pháp cũng phải học niệm theo tiếng Việt Nam. Vì ông Tám cho biết khi niệm đúng âm thanh sáu chữ đó theo tiếng Việt Nam thì hiệu quả mới tốt. Vậy xin cha giải thêm cho chúng con hiểu điều này. Cha đáp, A Di Đà Phật hay Vô Lượng Quang Phật là tên của một vị Phật sáng suốt vô lượng, tượng trưng cho sự sáng suốt của càn khôn, hay là phần trí tuệ của Thượng Đế. Trong chúng con cũng có A Di Đà Phật vậy, vì chúng con là những tiểu Thượng Đế mà. A Di Đà Phật là thể tính sáng suốt trong chúng con, mà chúng con đã để nó bị mốc meo, bị rêu phong phủ bám khi chúng con học được đấy. Cho nên khi chúng con chợt tỉnh giấc mê trầm, đã vùi lấp bao lâu phần trí tuệ của mình và muốn đi lên đến chỗ sáng suốt, các con hãy mặc niệm danh hiệu này, quán tưởng nó luôn luôn để đánh thức và phát triển dần dần sự sáng suốt trong chúng con. Vì quán tưởng luôn luôn đến A Di Đà Phật, tức là tưởng nhớ luôn luôn đến thể tính sáng suốt của con, tưởng nhớ đến thể tính đó mãi thì tự nhiên nó phải sinh động lên, sẽ phát triển cho đến khi nó ngự trị trong con. Đó là một cách rất hay để các con mau được sáng suốt. Cho nên lúc các con mặc niệm trong tâm danh hiệu này một cách sốt sắng, không bị chi phối lo ra, và nếu tâm con được vắng lặng thì khi ấy sáu chữ này sẽ rung động trong con, phát ra một luồng sóng điện chạy quanh sáu luân xa và phát quang tại mỗi luân xa đó. Con nào đã mở chút huệ nhãn, khi niệm lục tự Di Đà sẽ chứng nghiệm được hiện tượng này. Nhờ đó sáu luân xa trong bản thể sẽ được khai mở từ từ, phát triển dần dần để giúp con đạt được lục thông. Tuy nhiên cha thấy việc niệm lục tự Di Đà theo âm điệu Việt Nam có đôi khi trở ngại cho nhiều con ở Âu Mỹ. Nếu những con này thấy có sự khó khăn trong cách niệm theo tiếng Việt Nam, nó có thể niệm theo tiếng Phạn ngữ là Nam Mô
Amitabha. Amitabha là A Di Đà Phật. Sáu chữ này là phạn ngữ, có nghĩa là đầu cúi lại Đức Vô Lượng Quang Phật, được phiên âm ra tiếng Việt Nam thành Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu các con niệm theo phạn ngữ, sáu âm thanh này còn tốt hơn sáu âm thanh tiếng Việt Nam nữa, vì âm thanh của câu phạn ngữ này phát ra gần giống với âm thanh chuyển động của càn khôn vũ trụ, và âm ba của nó rung lên gần an nhịp với âm ba chuyển động của càn khôn, giúp thêm sức mạnh cho luồng điện chuyển động tốt. Ở đây cha dùng chữ âm thanh có nghĩa là âm thanh điển, không thể nghe được bằng tai trần, chỉ nghe nó khi con mở được huệ nhĩ mà thôi. Các con nên nhớ, khi niệm bất cứ điều gì phải niệm trong tâm, niệm bằng tư tưởng, đừng niệm trong miệng khiến hao khí điển. Con nên ngậm miệng lại, co lưỡi, răng kề răng, bế kín khẩu. Động tác này sẽ giúp cho mạch nhâm, mạch đốc nơi đó được giao nhau, và điển trong người con lúc ấy sẽ được chuyển động liên tục và không bị thất thoát ra ngoài theo cửa khẩu do sự nối liền của hai mạch này. Nhờ vậy mà điển lực trong con được sung mãn hơn. Cho nên trong ngày, nếu không có điều hữu ích hay cần thiết phải nói thì nên tịnh bớt khẩu, dành tâm trí để niệm Phật hoặc niệm danh cha để tâm đỡ bớt tán loạn, bế miệng lại càng nhiều càng tốt để đỡ mất điển. Con nên nhớ, lo nghĩ nhiều thì thần tán, nói nhiều thì khí hao, dục nhiều thì tinh mất. Muốn đi vào thiên địa, lên đến chỗ sáng suốt an lạc, các con phải ráng giữ tam bửu tinh khí thần, lo vung bồi nó luôn luôn để khỏi bị suy điện lực, khiến tiêu mòn dần sự sáng suốt trong con. Câu hỏi số 22. Vấn: Thưa cha, chúng con niệm lục tự Di Đà để mở lục thông và được sáng suốt. Vậy xin cha cho biết việc niệm danh cha hiệu quả thế nào so với danh hiệu Đức A Di Đà? Chúng con thấy những danh khác nhau của cha không có số chữ nhất định như lục tự Di Đà. Xin cha cho biết số chữ trong danh cha có ảnh hưởng gì trong việc niệm hay không? Cha đáp: những danh khác nhau của cha không có số chữ nhất định. Số chữ có khi dài, khi ngắn, điều đó để con thấy rằng cha vô giới hạn, không trụ lại ở một giới hạn nào. Thế nên, con niệm danh nào cũng được, vì số chữ không có ảnh hưởng gì đến việc niệm cha. Con số nào cũng là cha hết, miễn rằng tư tưởng con lúc đó biết nghĩ hợp nhất với đấng tạo hóa muôn loài. Cha thấy những con ở nước ngoài là người Âu Mỹ chẳng hạn, có khi băn khoăn thấy hồng danh cha theo Việt ngữ khó niệm và khó nhớ. Trường hợp này, các con cứ việc niệm Thượng Đế đấng tạo hóa, dịch theo ngôn ngữ của các con đó đều được cả. Vì khi các con trụ tâm tưởng nhớ đến đấng tạo hóa muôn loài, tiểu hồn con sẽ rung động, linh quan con sẽ sáng lên, gửi tín hiệu liên lạc với Đại Hồng Cha. Và nếu khi ấy con biết quán tưởng sự hợp nhất của con với Đại Hồng Cha, thì điển quan của con sẽ hòa vào với khối đại linh quan của càn khôn. Nếu con biết hành điều này luôn luôn và tâm tư con lúc nào cũng tưởng nhớ hợp nhất với Thượng Đế, tất nhiên tiểu hồn của con sẽ mau được sáng suốt, sẽ tiến hóa nhanh hơn đến chỗ hợp nhất với Thượng Đế, trở về với cội nguồn của mọi sự sống. Còn việc con hỏi niệm danh cha hiệu quả thế nào so với danh A-di-đà-phật đây, cha sẽ cho các con rõ. Khi con niệm lục tự Di Đà là lúc con đánh thức cái thể tính sáng suốt trong con bằng cách tưởng nhớ đến nó. Cái thể tính sáng suốt ấy nhờ đó mà phát triển cho đến lúc đạt được, khiến con nhìn thấy cội nguồn, nhận diện được nguyên lai bổn tánh và nhìn được bản chất Thượng Đế của con. Còn niệm danh cha có nghĩa gì? Con niệm danh cha tức là con niệm chính danh của linh hồn con đó. Vì con chính thật là gì? Là một chiếc hồn, một tiểu linh quan của Thượng Đế xuống thế để đi học, để hiểu biết tất cả mọi bản chất của mình, rồi trở về ngôi vị cũ. Khi linh quan con đã thật sự đủ sáng để hòa vào đại khối linh quan, cho nên khi con niệm danh cha tức danh thật của con, thì chân thần con hay linh hồn con cũng vậy, lúc ấy nó sẽ thức tỉnh. Con niệm danh cha tức là con niệm danh con. Con đảnh lễ con kích động nhắc nhở con bừng dậy, sinh động lên, nắm lại quyền chủ nhân ông điều khiển cái tiểu thiên địa của con. Bấy lâu nay con đã để nó hôn trầm trong mê muội, ngụp lặng trong tâm tối,
con chẳng biết làm chủ, chẳng biết điều hành, chỉ huy cái tiểu vũ trụ trong con, khiến cho mọi trật tự bị đảo lộn, mọi tổ chức bị rối loạn, vì con quá yếu ớt, vì con mãi mơ màng trong giấc cô miên, như đã quên đi chính mình. Thế nên, khi niệm danh cha là lúc con tưởng nhớ đến con, nay gọi con thức dậy, sự kiện này sẽ kích thích tiểu linh quang sinh động lại, dần dần, bừng tỉnh khỏi cơn mê thật, để nắm lại quyền chủ nhân âm của nó. Nhờ đó tiểu hồn sẽ từ từ thức giác, biết nó là ai, từ đâu đến và sẽ phải về đâu. Nó sẽ biết hơn dần dần để càng ngày càng thức giác vai trò lãnh đạo của nó trong cái tiểu càng khôn mà nó phải cai quản, để nó lo điều động tổ chức lại những trật tự đã bị hư hỏng vì sự mê ngủ của nó. Cho nên, con niệm A Di Đà Phật là đánh thức phần sáng suốt trong con, niệm danh Thượng Đế là đánh thức trực tiếp chính con vậy. Và khi con đã thức dậy, sinh động lại, có nghĩa là thể tính sáng suốt trong con tự nhiên nó phải sinh động lại, vì nó là một thành phần của con. Con ngủ thì nó ngủ, con thức thì tự nhiên nó phải thức. Do vậy, để con thấy rằng niệm danh Thượng Đế tức là đã niệm A Di Đà trong đó rồi, khỏi gì phải thắc mắc sợ niệm danh cha bỏ niệm A Di Đà không mở được lục thông. Mở luôn chứ con, vì khi chính con tỉnh dậy, phần sáng suốt trong con dĩ nhiên sinh động lại, phát triển dần, các luân xa trong con nhờ đó mà mở và phát triển lên. Con ơi, Thượng Đế là càn khôn vũ trụ, niệm Thượng Đế là gồm cả càn khôn trong đó rồi, mọi Phật tiên thần thánh đều có ở trong đó, con chẳng sợ thiếu thứ gì. Các con khỏi phải lo vừa niệm Thượng Đế, vừa niệm cả Di Đà, Quan Âm, vân vân. Nhiều đứa cha thấy vừa niệm danh cha, vừa niệm Di Đà, vừa niệm danh nhiều vị Phật khác, nghĩ rằng niệm nhiều vị như vậy thì chắc ăn hơn, nhiều vị sẽ phò hộ cho mình hơn, tốt hơn. Nghĩ vậy thì các con này chưa hiểu nguyên lý của trời đất, chưa hiểu nó là ai, nó chưa biết bản chất Thượng Đế của nó. Nó chưa thấy được sự vĩ đại của nó đến gần nào. Nó không biết nó vốn dĩ là vị chúa tể cai quản cả càn khôn vũ trụ. Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí, vân vân, thật sự đều có trong bản thể của nó, là những thành phần của nó, đều dưới quyền coi sóc quản trị của nó đó thôi. A Di Đà là phần sáng suốt, tức thể trí của nó. Quan Thế Âm là tính yêu thương, tức thể bi của nó. Đại Thế Chí là ý lực, tức thể dũng của nó đó thôi. Cho nên dưới trần gian các con thờ tam thể Phật mà không hiểu ba vị Phật này tượng trưng cho ba thể tính bi trí dũng của Thượng Đế. Bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy, thờ Chúa Ba Ngôi, Đức Chúa Cha tính là thể trí, Đức Chúa Con ngôi tình yêu tức thể bi, Đức Chúa Thánh Thần là ý lực của Thượng Đế tức thể dũng vậy. Các con phần đông không hiểu chân lý nên chỉ cầu Chúa, niệm Phật, niệm Thượng Đế trong tinh thần ỷ lại vào sự cứu giúp, sự phò hộ, vì nghĩ rằng các vị Phật Chúa ấy ở đâu đâu ở ngoài con, chứ không hiểu rằng các vị này đều vừa có ở ngoài đại thiên địa, vừa ở có trong bản thể của các con nữa. Đây là những thể tính của Thượng Đế mà cũng là của con, và Thượng Đế chính thật là con đó. Chưa hiểu được điều này mà chỉ cầu hoặc niệm để được sự phò hộ, sự cứu rỗi, đây là con mê tín, là vọng cầu, vọng niệm mà thôi. Đa số các con niệm Di Đà để xin Di Đà che chở, niệm Quan Âm để xin Quan Âm cứu nạn. Giờ đây biết niệm danh Thượng Đế thường là cũng xin Thượng Đế cứu độ con thoát qua khỏi tai ách. Ấy là những vọng cầu, vọng niệm, vọng tưởng, vì con chưa hiểu con đó thôi. Vậy thế nào là chánh niệm? Khi con niệm lục tự Di Đà, con phải hiểu rằng con đang lai động, nhắc nhở, đánh thức thể tính sáng suốt trong con, khơi dậy ánh sáng trong con, để con vượt lên sự tối tăm ngu muội. Đấy mới tư tưởng Di Đà ở đúng vị trí của Di Đà. Khi con niệm Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát, con hiểu rằng con đang đánh thức tính yêu thương, tính thể bi ở trong con. Đánh thức nó dậy, phát triển nó lên, để tâm con mở rộng luôn luôn, hành thiện cứu khổ ban vui. Đấy là con biết tưởng Quan Âm đúng vị trí của Quan Âm. Khi con niệm danh Thượng Đế, con phải hiểu rằng con cũng đang niệm chính danh của con đó. Con vốn dĩ là Thượng Đế, phân hồn ra thành tiểu linh quang xuống đây để đi học. Con là chủ nhân ông đang điều khiển cái tiểu thiên địa trong con.
Bản chất của con y như bản chất của đấng tạo hóa muôn loài. Và khi đọc danh hiệu này, tâm thức con hãy hòa vào tâm thức của càn khôn, rung động cùng một nhịp với đại hồn vũ trụ. Đây là con biết tưởng nhớ Thượng Đế như ý Thượng Đế muốn, mà con cũng đã đặt con ở đúng vị trí của con. Niệm như vậy mới là biết niệm. Đây là chánh niệm, mà cũng là chánh kiến, chánh tín, chánh định, chánh tư duy của Phật giáo đó con. Và cha cho chúng con rõ, khi con biết chánh niệm thì dù con không cầu, không vọng sự phò hộ che chở cứu giúp, con lại được họ giúp che chở hữu hiệu hơn, đắc lực hơn. Tại sao vậy con? Lẽ dĩ nhiên là vì kẻ vọng niệm phần trí tuệ chưa sáng bằng kẻ chánh niệm, linh hồn nó yếu đuối và kém tiến hóa hơn, vì chỉ biết hướng tới tha lực mà không biết tự lực, chỉ thấy sức mạnh bên ngoài mà không thấy sức mạnh bên trong của chính nó để biết tận dụng sức mạnh đó. Cho nên khi con niệm để cầu được cứu giúp, điểm của con không sáng bằng khi con biết chánh niệm. Vì nếu con biết chánh niệm, khi ấy điển trong bản thể của con sẽ hòa cảm với khối điển liên quan sáng suốt của càn khôn. Niệm Di Đà thì phần điển Di Đà trong con bật sáng, chuyển động hòa với khối điển của Di Đà ngoài càn khôn, tức phần điển của càn khôn vũ trụ. Niệm Quan Âm với khối điển, phần điển của Quan Âm của con sáng lên, rung động hòa cảm với khối điển của Quan Âm, tức phần điển bi của càn khôn. Niệm danh Thượng Đế tức là chân thần của con rung động, tiểu liên quan con lóe sáng hòa với khối đại liên quan. Nhờ đó đứa biết chánh niệm sẽ tự bao quanh nó một khối lượng điển lành nhiều hơn đứa vọng niệm. Khối điển tốt lành đó sẽ che chở hóa giải bớt cho nó điều khổ nạn do nghiệp lực của nó khảo đảo. Và nếu khối điển lành bao quanh càng lớn chừng nào thì nó được hưởng sự che chở, sự hóa giải điều khổ nạn nhiều hơn chừng ấy, dù nó không cầu, nó không vọng sự cứu giúp, phò hộ như kẻ vọng niệm. Ấy chính là nó đã biết tự cứu nó, tự phò hộ nó, tự che chở nhờ hiểu được và biết tận dụng sức mạnh của chính bản thân của nó đã có. Nhờ cái biết đó mà nó đã tự bảo vệ nó hữu hiệu hơn, trong khi kẻ vọng niệm do ít sáng hơn không được hưởng bao nhiêu. Dĩ nhiên, khi con vọng cầu sự phò hộ thì các phần điển điểm vị trong khối sáng suốt của càn khôn cũng sẽ ban rải chút điển sáng suốt xuống cho linh hồn con để phò hộ cứu giúp, giải bớt chút khổ nạn cho con nhờ con tưởng đến. Xong, sự vọng niệm sẽ khiến con bị chậm trễ đà tiến bộ, vì tiểu hồn cứ có thói quen nương tựa ỷ lại vào tha lực, chờ đợi sự cứu giúp giúp sức, nên mãi còn yếu đuối, trí tuệ còn lâu mở, và do đó con phải tiến hóa trí tuệ mà thôi. Tóm lại, khi con niệm Di Đà phải thấy mình là Di Đà, khi con niệm Quan Âm con phải thấy mình là Quan Âm, khi con niệm danh Thượng Đế con phải thấy mình là Thượng Đế và hiệp nhất với đại hồn vũ trụ. Biết niệm như vậy, con vừa giúp con được tiến hóa nhanh mau sáng suốt, vừa lại biết tự phò hộ con, bảo vệ con hữu hiệu hơn. Vì nếu sáng hơn, thanh hơn chừng nào, con sẽ hóa giải hữu hiệu hơn chừng ấy điều khổ nạn từ nghiệp lực do trả quả trước mà con đã gieo từ bao lâu. Cha vừa giảng cho chúng con hiểu thêm cách thức niệm, còn việc niệm danh Thượng Đế con khỏi phải thắc mắc. Con nào biết niệm thì càng hay, nếu còn băn khoăn hay chưa quen, chưa hiểu thì cứ tiếp tục niệm A Di Đà cũng được. Vì niệm A Di Đà để mở sự sáng suốt, lúc nào con đạt được sự sáng suốt rồi, tự nhiên con sẽ thấy được chủ nhân ông là Thượng Đế đó thôi. Câu hỏi số 23 vấn. Bạch cha, xin cha cho chúng con biết pháp môn vô vi huyền bí học mà chúng con đang hành có phải là tâm pháp không? Và xin cha giảng rõ thế nào là tâm pháp, thế nào là bí pháp. Cha đáp, tâm pháp là pháp môn đi vào cái tâm, bỏ hữu vi hình tướng bên ngoài, trực tiến vào bên trong, hồi quang phản chiếu, soi lại mình để thấy được cái nguyên lai bổn tánh của mình. Tóm lại, tâm pháp hay pháp thiền là pháp môn giúp cho con tìm hiểu con bằng cuộc nghiên cứu đi vào khoa học vô vi đó thôi. Vì nguồn này là nguồn chót, kiếp này là mạt kiếp, đây là kỷ nguyên điêu tàn, cùng khổ để thanh lọc và tuyển lựa những phần hồn có trình độ vào thượng nguồn tái tạo, tức nguồn thánh đức. Vì là giai đoạn nhân loại phải chịu nhồi quả, khả
khảo thí, chịu đủ mọi cảnh khổ dưới cõi trần này, nên Hồng Ân Thượng Đế cũng ban rải xuống thế gian, cứu vớt thêm số con cái của Ngài. Cho nên, đây cũng là được xem là kỳ đại xá của thiên địa. Con nào ráng tu, phát hùng tâm gắng sức, phấn đấu để quyết chí trở về với Ngài, thì dẫu nghiệp nặng, căn thấp, Thượng Đế cũng sẽ ráng tặng độ và cứu rỗi. Vì vậy, Ngài cho đủ mọi phương tiện, mọi điều kiện, mọi cơ hội mà không còn giới hạn như trước nữa. Đem tâm pháp giải cả hạn thấp căn thiện trí, còn vướng nặng nghiệp quả như vậy, để các con thấy rằng, dẫu ở trình độ nào, căn sáng hay tối, nghiệp nặng hay nhẹ đều có duyên mai được trở về, nếu quyết lòng chịu tu tiến, chịu lo đi trong giai đoạn chót này. Rồi đây, nhiều pháp môn tịnh luyện và cách hành không quá phức tạp, để có thể phổ biến trong quần chúng, sẽ được Thượng Đế chuyển đem ra quảng bá, hầu giúp dân ở giai đoạn cuối này có mọi hiệu xe, đủ kiểu bè, ai thích thứ nào thì nương đó mà về với Thượng Đế. Pháp môn vô vi huyền bí học mà chúng con đang hành đây là một loại xe rất tốt để đưa chúng con về tới nơi giải thoát. Bên Cao Đại Giáo, về mặt vô vi cũng có pháp môn tịnh luyện, song từ trước tới nay pháp vô vi của Cao Đài phổ biến rất là giới hạn theo lối khẩu khẩu tương truyền, nhưng rồi có lúc sẽ phải khổ phổ truyền sâu rộng trong quần chúng đó thôi. Gần đây cha có chán cơ bút vài nơi và bắt đầu cho lệnh truyền ra dần dần pháp môn tịnh luyện này rồi. Câu hỏi số 25. Vâng, bạch cha, cha có dạy muốn đi nhanh tới chỗ giải thoát phải hành tâm pháp. Vậy những người không biết thiền, không hành tâm pháp nhưng lại ăn ngay ở lành, làm việc phước thiện, những người này có được giải thoát chăng? Cha đáp, ở đây phải đặt vấn đề ăn ngay ở lành, hành thiện tích phước có mục tiêu nào? Hành thiện để cầu phước, hay để cầu giải thoát, hay làm lành chỉ vì muốn cứu khổ ban vui? Phải xem mục tiêu mới nói được. Thứ nhất, con nào suốt đời làm lành để cầu phước, tức là nó đã tự tạo nghiệp lành, kéo nó luân hồi trở lại để hưởng những phước đức mà nó đã gieo. Hành thiện với tinh thần này cũng chỉ là tự trói buộc con trong vòng luân hồi chuyển kiếp, mãi mãi trầm luân trong tứ khổ mà thôi. Vì khi luân hồi trở lại để hưởng những phước đức mà chắc gì con lại không gieo duyên nghiệp mới để chuyển kiếp lai sinh. Thứ đến, con nào muốn suốt đời hành thiện để cầu giải thoát, tinh thần này rất tốt, phần hồn này có tiến bộ. Nhưng nếu nó tích phước nhiều mà phần trí tuệ chưa đủ sáng thì nó cũng phải chuyển kiếp trở lại để tu hành tiến hóa, mở trí cho đến khi đủ minh để giải thoát. Tuy nhiên, nhờ đã gieo nhiều phước đức ở kiếp trước, kiếp này nghiệp dữ sẽ đỡ khảo đảo nó sẽ gặp nhiều duyên phước trên con đường tu hành để hỗ trợ cho nó mau tiến hóa. Còn về trường hợp con nào làm lành với tinh thần phục vụ, muốn cứu khổ ban vui, ấy là linh hồn này đã có trình độ tiến hóa cao. Hành thiện với tinh thần này sẽ giúp cho con mở trí, vì khi con hành động mà không cầu, không vọng, chỉ thuần khiết vì lòng từ bi, thì những luồng sóng tư tưởng trong con lúc đó nó rung động thật sáng đẹp. Nhờ đó mà con phát triển bồ đề tâm, mở trí bát nhã, hành thiện mà tâm thanh tịnh, không cầu, không vọng, chỉ muốn cứu khổ ban vui, ấy là hạnh Bồ Tát, cũng giúp trí con mau tiến hóa tới chỗ sáng suốt, thanh tịnh và giải thoát. Nhưng cha cho con rõ, muốn đi thật nhanh, muốn được đất quả ngay trong một kiếp, con không thể chỉ hành thiện hoặc chỉ hành tâm pháp riêng rẽ mà con phải phước huệ song tu mới được. Nhất là giai đoạn cuối hạ quân này, các con phải lo chạy nước rút để kịp kỳ Đại hội Long Hoa lần 3. Cho nên, phải ráng được phước huệ song tu thì mới mong kịp ngày giờ. Quả chăng, người thật tâm muốn cầu đạo vô thượng, muốn thoát vòng luân hồi tứ khổ, phải phước huệ song tu mà thôi con. Và nếu chỉ được một trong hai thì linh hồn khi bỏ xác cũng phải chuyển kiếp lại thế gian để vun bồi phần thiếu sót đó. Thật vậy, nếu con được phước mà thiếu huệ thì linh hồn con phải trở lại thế gian để trao dồi phần sáng suốt mà con chưa đạt được. Còn nếu con được huệ mà thiếu phước thì linh hồn con chưa được trở về cõi siêu thoát. Vì nếu phần công quả do đó phải đáo lại thế gian lãnh sứ mạng, đem cái sáng suốt của mình để độ dẫn tiến cho đến khi công viên quả mãn mới được trở về hưởng cảnh thanh nhàn thanh tịnh của Niết Bàn. Điều này có thể chứng minh thực tế qua trường hợp của Lương Sĩ Hằng đó con.
điển quang của nó đã xuất lên cao được tới cảnh giới Niết Bàn. Nó đã mãn nguyện vì đã đến nơi sáng suốt, muốn giải thoát. Thế là nó định ý bỏ xác tịch diệt. Nhưng làm sao nó bỏ được cõi trần khi nhiệm vụ chưa tròn, công quả chưa viên mãn? Linh tử, nó xuống thế với sứ mạng độ dân vào Đại hội Long Hoa kỳ 3 bằng cách dạy tu thiền theo pháp lý vô vi huyền bí học. Nhưng nay, Đại hội Long Hoa chưa trương bản xướng danh, sứ mạng chưa tròn, làm sao nó trở về được? Dân còn đắm chìm trong đau khổ tối tăm và đang cơn khảo thí. Dẫu nó có đắc quả siêu thoát cũng chưa thể trở về để hưởng cảnh Niết Bàn. Thế nên, có lần nó muốn bỏ xác tịch diệt, linh quang về tới Niết Bàn bị điển của cha đẩy trở xuống nên không bỏ xác được. Việc này khiến có lần đa số chúng con đã chứng nghiệm hiện tượng nó sắp bỏ xác rồi sau đó phải trở lại trần gian với chúng con đấy. Sau này ngộ được cha dưới trần qua đức kim thân, nó cũng được xin bỏ xác trở về. Nhưng cha đã cho nó rõ sứ mạng nó chưa tròn. Quả chăng linh tử nó dù đã về tới Phật giới sáng suốt thanh tịnh, nhưng cơ thánh đức chưa tới, dân còn ngu muội đau khổ, còn cần tới sự dìu dắt tâm linh của nó, thì nó chưa thể nhận ngôi Phật an hưởng Niết Bàn mà phải lãnh ngôi Bồ Tát, chịu cực chịu khổ đi ta bà rong ruổi dưới cõi trần để độ dân mà thôi. Việc cha nói đây, các con có thể hỏi lại nó để rõ hơn. Nói điều này với các con để các con hiểu thêm sự quan trọng của phần công quả cũng như công phu vậy. Cho nên, tóm lại, các con phải săn sóc cả hai phần, phước và huệ. Tu huệ là siêng năng tinh tấn công phu, hành pháp tịnh luyện để khai thiên môn mở lối cho tiểu hồn phan đường về quê xưa cảnh cũ. Tu phước là vun bồi phần công quả mà phải nhớ hành công quả với tâm hồn cứu khổ ban vui, con sẽ mau sáng và được tiến hóa nhanh hơn. Vâng, câu hỏi số 26. Bạch cha, trước đây ông Tám có dạy rằng chúng con muốn tu siêu thoát thì chỉ nên chú trọng phần công phu, không nên lo công quả làm việc giúp xã hội giúp đời, vì đấy là phần việc của khối địa riêng, không phải việc của người tu giải thoát. Nếu mình lo công quả làm việc phước thiện xã hội, tâm sẽ vọng động và phần hồn phải kẹt lại ở cõi địa riêng mà không lên được cõi Phật, và những vị ở cõi địa tiên còn phải xuống thế luân hồi. Ông Tám còn bảo tất cả chức vị giáo chủ, giáo lãnh, những chức vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo đều là vai trò của địa tiên cả. Xin cha giải thích rõ cho chúng con về việc này. Cha đáp, câu hỏi này đã có lần cha đã trả lời với một số bạn đạo ở Bà Rịa, lần đó có cả sự hiện diện của Tám. Sự thật Tám nói việc này cũng có phần đúng, nhưng cũng có sai. Đúng ở chỗ tất cả những việc ở dưới cõi trần này, từ chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, tôn giáo, v.v. Nói chung, những tiến triển văn minh về vật chất cũng như tinh thần của nhân loại dưới cõi trần này đều thuộc về sự điều hành vận chuyển của khối địa tiên. Tám cũng nói đúng ở chỗ các vai trò giáo chủ, giáo lãnh hay lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đều là vai trò thuộc giới địa tiên, vì giúp trần, lo cho trần là công việc của địa tiên đó. Nếu con nào xuất hồn lên được đến cảnh giới này, có cơ hội tiếp xúc với các vị trong quần tiên hội địa tiên, con sẽ thấy các vị ở đây rộn rịp làm việc ngày đêm, lo cho sự tiến hóa dưới cõi trần đến thế nào, để rồi các con sẽ rõ hơn những gì cha vừa mới nói. Vì có điều ta nói sai khi cho rằng những con nào muốn tu siêu thoát mà lo làm công quả, lo việc xã hội giúp đời, thì phần hồn phải kẹt lại ở cõi địa tiên không lên được Phật giới. Điều này sai. Kẹt lại cõi này hay không là tùy các con mà thôi, tùy ở tâm thức, ở trình độ trí tuệ của các con đó thôi. Nếu con làm việc giúp đời, đóng vai trò của địa tiên mà tâm con bị trói buộc vào vai trò đó, ham thích vai trò đó, chẳng hạn làm giáo chủ mà ham thích vai trò giáo chủ, thì tâm thức con phải kẹt lại ở cõi địa tiên. Phần trí tuệ chỉ tiến hóa đến đó và phần hồn con không thể lên được tới cõi siêu thoát được. Nhưng nếu con làm việc giúp đời, đóng vai của địa tiên mà chỉ vì lòng từ bi muốn cứu khổ ban vui, muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi vòng trầm luân mê muội, muốn hỗ trợ chúng sanh tiến hóa mà tâm con chẳng hề vọng động, chẳng bị trói buộc vào vai trò đó, ấy là tâm của Phật, hạnh của Phật,
ấy là phần trí tuệ đã tiến hóa khỏi giới địa tiên, và do đó linh hồn con vẫn đến được cõi giải thoát như thường chứ con. Này con, hãy nhìn gương Thích Ca chẳng hạn, nó là Phật mà đóng vai địa tiên đó, là giáo chủ một tôn giáo lo sự việc cứu độ, cứu dân độ thế đó con. Nhưng linh quan của nó có vì thế mà bị kẹt lại ở cõi địa tiên đâu. Vai trò giáo chủ của nó chỉ là một thứ áo mão cần thiết phải khoác lên để cứu độ chúng sanh. Mặc áo giáo chủ vì lòng từ bi, vì yêu thương chúng sanh, chứ không vì thích áo giáo chủ. Đấy là làm địa tiên mà hạnh của Phật. Thế nên khoác vai địa tiên mà vẫn là Phật như thường. Vả chăng nếu trước một việc cần thiết phải cứu khổ chúng sanh, phải lo hỗ trợ cho cơ tiến hóa, mà con còn câu nệ vai trò, sợ làm việc đó, đóng vai đó không có lợi cho mình, để việc đó người khác làm, đây cũng còn là mê chấp, chưa đúng mức bi dũng, và còn trình độ bi dũng, do vậy còn kẹt lại đó, không phát triển hơn được. Bi dũng không phát triển hơn, thì trí con cũng không mở hơn được. Và rồi thử hỏi, công việc giúp trần gian tiến hóa thật là mênh mông, không xiết kể. Cơ tiến hóa của cha thật là bao la vạn đại. Còn biết bao nhiêu việc phải làm để cứu độ các linh hồn còn đắm chìm trong mê mụ, trì trệ trên con đường tiến hóa của nó. Vậy, phải có chiến sĩ để làm việc chứ con. Nhưng rồi, cha biết phải nhờ ai đây? Nên những đứa có trình độ sáng, hoặc có điều kiện, có phương tiện tốt, lại từ chối vai trò giúp đời, đóng góp vào việc hỗ trợ tiến hóa của quần sanh. Những đứa không tu, cha đã không cậy nhờ gì được phần cứu khổ, chỉ trông cậy nhờ các con biết tu, biết hướng thượng và có chút tâm hồn để tiếp tay cứu khổ trần gian. Nhưng rồi, nếu những con này lại chỉ biết lo tu, hầu được trở về sáng, hưởng an lạc một mình, để lại gánh trần gian với triệu ước sinh linh mê muội này cho những ai muốn gánh nó thì gánh. Ai gánh bây giờ hả con? Nếu không phải là những con biết tu, biết thức giác, quay về nẻo thiện, lo tìm chỗ sáng. Nhưng rồi, nó phải hiểu được chân lý này. Lo cho người, tức lo cho ta. Giúp người tiến, tức là giúp ta tiến hóa. Tu là làm một cuộc hành trình bi trí dũng, phát triển bi trí dũng cho đến vô cùng tận. Làm công quả giúp đời, cứu khổ trần gian với tất cả khả năng của con, ấy là một trong những cách phát triển bi trí dũng đó thôi. Xong cha thấy rằng, Tám nói là nói vậy, có thể vì sợ tâm thức của các con yếu đuối, có thể bị mê muội rồi vọng động vào các vai trò hành thiện giúp đời, khiến phần trí tuệ không tiến hóa lên đến chỗ cao siêu. Nhưng rồi con hãy xem gương của Tám, phần trí tuệ đã tới Phật giới, nhưng nó cũng đang đóng vai địa tiên đó con. Nó cũng đang thực thi công quả, tận dụng khả năng, tận dụng trí huệ để tế độ quần sanh. Nó luôn luôn ban rải sự hiểu biết, ban rải khối thanh điển của nó để cứu khổ muôn người. Và rồi cũng xông pha làm việc xã hội bằng cách trị bệnh giúp đời đó con. Và rồi con hãy nhìn lại quãng đời tu hành của nó. Từ khi Tám bắt đầu phát huệ và đã tận dụng sự hiểu biết của mình để hỗ trợ cho kẻ khác tiến hóa. Mặt hữu hình thì lo giảng pháp khuyến người tu. Mặt vô hình thì xuất điển đi giúp bạn đạo hành pháp, đi tế độ vong nhân, lo hỗ trợ tiến hóa cho các linh hồn ở những cõi thấp, cõi trung giới. Đấy là Tám lo lập công bồi đức, vung bồi âm chất để hỗ trợ con đường tu tiến của nó. Nhờ vậy nó mới được mau sáng, tiến hóa thật nhanh, và đến nay điểm quan của nó mới tới được Phật giới nhanh như vậy chứ con. Để con xem, ngoài phần công phu, Tám đâu có thờ ơ phần công quả chút nào. Đã chẳng những Tám chăm lo công phu, vung bồi công quả, rồi còn chăm sóc công trình luôn nữa con. Tam công nghe con. Công trình là gì? Là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, tức là việc lập hạnh đó con. Con thấy rõ khi Tám bắt đầu tu, đã chuyên chú vào việc lập hạnh, trì trái giới nghiêm ngặt, dứt bỏ tâm trần, khiêm tốn, nhẫn nhục, ngày đêm tinh tấn công phu, không dám bê trễ chút nào. Cho nên, do vậy, để con thấy rằng, muốn đi nhanh, muốn mau sáng, phải cố gắng hành tam công cho rốt ráo, không giải đãi phần nào. Hành tam công để phát triển bi trí dũng đó thôi. Công quả là thể hiện chữ bi, công phu là thể hiện của chữ trí, công trình là thể hiện của chữ dũng. Vì việc lập hạnh mà thiếu dũng ắt không làm được, nên việc lập hạnh cũng làm cách trau dồi chữ dũng đó thôi.
Tuy nhiên, cha thấy đa số các con tu phái vô vi vì chưa hiểu nên thường đặt nặng phần công phu, coi khinh công quả, nghĩ rằng muốn mau sáng chỉ cần lo công phu để mở huệ, mở trí. Nhưng con ơi, con phải biết rằng muốn mở trí phải học bi, bi nhiều hơn dũng nhiều hơn, trí mới được sáng hơn con. Bi càng lớn, dũng càng nhiều thì trí càng mở. Bi con nhỏ, hẹp, dũng con yếu hẹp thì trí con không thể mở lên cao được. Nên nhớ rằng khi con biết thương người nhiều hơn, con mới được sáng hơn. Nếu tâm con còn hẹp hòi, nhỏ hẹp, thiếu từ ái, điểm của con chỉ là đà dưới cảnh thấp mà không lên cao được. Do đó, muốn về tới Phật thì con phải học, mở tâm ra yêu thương chúng sanh, lo cứu khổ chúng sanh. Vì tâm Phật là tâm yêu thương vạn vật. Nhờ tâm đó, Phật mới chói sáng trí tuệ và về được quả giải thoát. Nhưng rồi, cha nói ngược lại, mục đích việc công phu của con là để mở trí, nhưng có trí cũng chỉ để thức giác biết thương hơn, tức là bi. Biết thương hơn để xông lướt, dùng ý chí phấn đấu với phàm ngã để chịu khó chịu cực, lo cứu khổ chúng sanh, tức là dũng vậy. Nói tóm lại, con phải thấy rằng, nếu con có trí, tức sẽ có bi dũng. Nếu con có dũng, tức sẽ có bi trí. Nếu con có bi, tức sẽ có trí dũng. Vậy có nghĩa là muốn đạt được trí, con phải có bi dũng. Muốn đạt được dũng, con phải có bi trí. Muốn đạt được bi, con phải có trí dũng. Những đức tính này tương quan chặt chẽ với nhau, và con sẽ phải lo phát triển nó luôn luôn trên con đường phản bổn quy nguyên bằng cách hành tam công cho rốt ráo đó con. Thưa cha, nhưng con không có cơ duyên làm công quả, thiếu phương tiện để làm phước, nhờ cha dạy con phải làm sao? Cha đáp, việc con nói không có cơ duyên, khi thương tự động con sẽ thấy cơ hội để làm, để phục vụ. Con nên tìm cơ hội để làm, chứ đừng để cơ hội tìm đến con. Con muốn đi mau, muốn sáng nhanh mà con không chịu dọn gai gốc, thì con đi, tự nhiên con bị trì kéo thôi, vì nghiệp trần còn nặng. Vì làm sao con đi dễ dàng khỏi bị khảo đạo, khỏi bị trì trệ, chậm trễ. Do vậy, con phải lo hóa giải nghiệp lực bớt đi bằng cách trả nợ trần, phục vụ quần sanh, lập công bồi đức để vung bồi âm chất, dũng phước, trừ nghiệp. Có như vậy, nợ trần mới nhẹ dần, nghiệp chướng mới tiêu bớt, con mới dễ đi hơn. Nghiệp nặng, thiếu phước đức, con muốn tu tiến đi lên cũng phải chịu nhiều khảo đạo đắng cay, khó đi nhanh được. Còn con nói thiếu phương tiện để làm phước, cha cho con rõ. Phải quan niệm công quả là một cách rộng rãi, phóng khoáng, không phải chỉ bố thí vật chất tiền bạc cho người nghèo khổ mới là công quả đâu. Phải hiểu công quả bao la hơn nữa là bố thí cả phần vật chất lẫn tinh thần, là cứu khổ ban vui, là phụng sự giúp chúng sanh tiến hóa. Nếu con biết hơn, con sẽ thấy hay nhất là bố thí thanh điển, vì thanh điển sẽ giúp chúng sanh bớt nặng nề, ngu muội và đau khổ. Hàng ngày, các con có thể ban rải những tư tưởng tốt lành, thánh thiện ra trong không gian để giúp những kẻ yếu đuối, tối tâm, nặng trược vươn lên. Đấy cũng là cách bố thí rất hay và là công quả đó. Cách bố thí này, nếu con hành luôn trong ngày, con sẽ giữ được thanh hơn. Đấy là con đã đem điển của mình vượt qua lớp trược khí dài đặc để lên được tầng thanh điển của càn khôn. Nhờ vậy con được nhẹ nhàng sáng suốt và phát triển phần trí huệ nhanh hơn. Câu hỏi số 30. Vấn: Thưa cha, dạo này vì thời cuộc, vì hoàn cảnh khó khăn, chúng con rất dễ động loạn, khó công phu, hành pháp thấy nặng nề lười mỏi, có khuynh hướng bê trễ. Ngoài ra chúng con thấy dễ bực dọc sân si cáo kỉnh. Chúng con biết là lục căn trèo lên, nhưng không biết làm sao trị nó. Xin cha cho chúng dạy cho chúng con cách nào. Cha đáp, con biết vì sao có hiện tượng gặp những khó khăn đó không? Vì hiện tại trần tầng trược khí rất dày đặc đang bao phủ trần gian. Con nào mở được huệ nhãn sẽ thấy trược khí vượng lên ngất trời. Trược khí khiến chúng con nặng nề, loạn động, tâm tối, điên đảo, và tất cả chúng con đều phải bị ô nhiễm không nhiều thì ít, khó tránh khỏi. Do vậy, con nào chưa trụ được tâm, ý chưa vững thì màn này phải bị đảo điên vì trược khí. Bị trược khí chung quanh tấn công, xâm lấn mà chủ nhân ông thiếu ý chí, không chủ động được thì tự nhiên lục căn nó trèo lên, nó khảo đảo, khiến chúng con sanh ra dễ bực dọc,
cáo kỉnh, sân si, buồn chán, đau khổ để rồi làm những điều sẽ quấy thôi. Dạo này các con ngồi công phu thường thấy nặng, nếu thiếu ý chí thì sẽ giải đãi, lười mỏi, hành lấy lệ. Hành pháp như vậy khó nhận được thanh điển rút đi lên. Khi bản thể chúng con không được bao nhiêu phần thanh thì chúng con phải thấy nặng nề, buồn chán, đau khổ, hoang mang, loạn động, bị lục căn làm chủ và rồi có thể làm những điều sái quấy để kéo đến phiền phức khổ nạn đến khảo đạo các con. Thế nên cha khuyên các con nên ráng siêng hành pháp luân cho nhiều trong một ngày, càng nhiều càng tốt để giải bớt được khí ô nhiễm. Vì khi con làm pháp luân vận hơi thở là lúc con đem phần dương trong không khí vào dương hóa bản thể của con để con được nhẹ, được sáng. Dạo này trược khí nặng nề, mỗi khi vận hơi thở con không đem được bao nhiêu dương vô đâu, cho nên các con phải ráng siêng hành pháp luân cho thật nhiều mới mong giải bớt phần âm khí trong con để các con bớt khổ. Thêm vào đó, để các con làm chủ mình hơn và phấn đấu trị lục căn, các con hãy thử làm cách sau đây. Khi vừa thấy tâm ý mình xuyến xao, vọng động, buồn chán, âu lo, hay cáu kỉnh, bực dọc, thắc mắc, tức giận người nọ người kia, bất cứ lúc nào trong một ngày, con hãy tức khắc cắt đứt ý tưởng đang gây loạn động, hít hơi vào chậm và sâu, thở ra cho thật hết. Làm như vậy cho đến khi con chủ động lại được. Đang khi con hít hơi, con co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật hay niệm danh cha, tưởng nó trung tim bộ đầu, vừa niệm Thượng Đế, vừa tưởng mình hợp nhất với Thượng Đế. Mình là Thượng Đế đang cai quản cái bản thể này. Rồi ở ngôi vị Thượng Đế, con bắt đầu nghĩ chúc phúc cho tất cả chúng sanh trong bản thể của con. Chúc phúc cho lục căn, vì chúng đang chịu nặng nề tố tâm đau khổ, nên mới nổi lên loạn, dấy động, do thiếu phần thanh, phần sáng. Con nên nghĩ con ban hồng ân cho nó, ban sự sáng suốt cho nó, rồi luôn luôn bằng tư tưởng con khuyên dạy nó tu, khuyên nó phải tiến hóa, giáo dục nó phải nghe theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông để được mau thoát vòng trầm luân đau khổ. Con nói chuyện với nó bằng tư tưởng như người cha nói chuyện với những đứa con nhỏ dại ngu muội của mình. Khi nó hoành hành dữ dội thì con nên dùng tư tưởng rầy dạy nó. Nếu hàng ngày con biết làm thường thường công việc giáo dục và chúc phúc như vậy thì chắc chắn lục căn của con sẽ được huấn luyện thuần thục dần dần cho đến khi nó chịu quy phục và nghe theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông. Cách dùng tư tưởng hợp nhất với Thượng Đế rồi ban ơn rồi giáo hóa dẫn tiến lục căn này rất hay và hiệu nghiệm nếu con chịu chú tâm thực hành thường, không lười biếng giải đãi buông trôi. Con làm cách này để hóa độ lục căn rất tốt. Vì khi con dùng những tư tưởng tốt lành, rõ rệt, mạnh mẽ để răn dạy, giáo dục, nói chuyện với lục căn một cách nghiêm túc, thì lúc ấy tư tưởng tốt lành, mạnh mẽ của con sẽ phát ra luồng thanh điển để kéo lục căn lên chỗ sáng hơn. Con nào có trình độ huệ nhãn, nó sẽ chứng nghiệm hiện tượng lục căn lục trần nghe chủ nhân ông thuyết pháp. Đây không phải là một điều tưởng tượng. Vì sự hiện diện của lục căn lục trần trong bản thể con người là một sự kiện hoàn toàn có thật. Con nào cũng có thể chứng nghiệm thấy được cảnh này khi nó có trình độ huệ nhãn. Các con ai cũng vậy, từ trong nặng đi ra nhẹ, từ trượt đi lên thanh thì chắc chắn phải có sự trì kéo, rồi phải phấn đấu với lục căn lục trần. Nhờ chỗ phấn đấu với sự trì kéo này có mới có bài học để trao luyện ý chí, mới có bài cho chúng con học để mà tiến hóa. Chúng nó cũng như con nít thôi, thế nên nếu con biết răn dạy, giáo hóa, khuyên nhủ nó luôn luôn bằng những tư tưởng tốt lành, chắc chắn dần dần con sẽ ảnh hưởng nó chịu tu tiến theo con. Con hãy nhìn gương của con thú trong một gánh xiếc, chúng hung dữ, ngu muội, nhưng rồi con người vẫn thành công trong việc chế ngự chúng và hướng dẫn chúng hành động theo ý muốn. Ấy là vì con người đã chuyên tâm, chịu khó dùng ý lực của mình để dạy dỗ, huấn luyện nó luôn luôn. Lục căn lục trần của con cũng vậy, nếu con không trông nom, săn sóc, giáo dục chúng, dùng ý lực huấn luyện chúng thường xuyên để nó lấn áp, nghe theo nó luôn luôn, không dạy, không khuyên, không la rầy nó, hoặc dạy một ngày rồi bỏ quên nó 10 ngày, thì tự nhiên
nó không nhớ những lời dạy của con, và rồi lại hoang đàng hư đốn, leo lên nắm quyền sát phạt lại con thôi. Vậy các con hãy áp dụng cách hóa độ lục căn như vừa nói trên xem thử. Khi chưa hiểu thì nghĩ rằng tu là đè nén, là chịu thiệt thòi, là hy sinh, không hưởng được điều này điều kia, không hưởng thụ được trần gian, vân vân. Khi hiểu rồi, con sẽ thấy tu không phải là hy sinh, mà là bảo vệ quyền lợi cho chính mình thôi. Khi con từ bỏ những ham muốn hưởng thụ trần gian, những vọng động tham sân si hỉ nộ ái ố dục, ấy không phải là đè nén, là hy sinh, mà là con đang dinh dưỡng con đang bảo vệ con đang vun bồi cho con được khỏe mạnh cả linh hồn lẫn thể xác, và ngăn ngừa trước cho con bao rắc rối khó khăn, đau khổ, thử thách mà con sẽ phải gặp trong tương lai. Đấy là con biết thương con và thương con trong sự sáng suốt đó vậy. Nói đến đây cha nhớ lại, có đứa cho rằng cung cách giảng thuyết của cha cũng như lối xưng hô thằng này đứa kia, như gọi thầy của các con là thằng Tám, hay gọi những vị lớn như Phật, Chúa, Khổng bằng thằng Phật, thằng Chúa, thằng Khổng, vân vân, như vậy có vẻ là tự tôn kiêu ngạo. Nhưng con ơi, con nghe cha hỏi đây, có đạo lý nào lên án cha gọi con bằng thằng là tự tôn kiêu ngạo không con? Hay chỉ có những đứa nó nghe cha nó kêu nó bằng thằng mà thấy khó chịu, những đứa ấy mới là tự tôn kiêu ngạo? Nhưng nếu con nào nghe cha xưng hô thằng này đứa nọ mà lên án cha là tự tôn kiêu ngạo, thì cha sẽ cho nó biết rằng con nói cha kiêu ngạo chưa đủ rõ, phải nói rằng cha đại kiêu ngạo và kiêu ngạo vô cùng tận mới đúng hơn. Cha là thằng kiêu ngạo nhất càn khôn, cha cao nhất mà cũng là thấp nhất, cao cả nhất mà cũng là hèn mọn nhất, cả sự hèn mọn cha cũng nhất không muốn thua ai, cho nên cha kiêu ngạo cả trong sự hèn mọn nữa con. Và nếu khi nào cha không còn kiêu ngạo nữa, cha để cha thua một cái gì, nhường bước cho một cái gì, còn để cái gì cao hơn cha, thì đấy là sự sụp đổ của chân lý tối thượng vậy. Thế nên chân lý vốn dĩ đại kiêu ngạo, đây là bản chất bất khả diệt của nó. Tuy nhiên, cha cho các con rõ, ở ngôi thượng đế cha có quyền khinh thường hết mọi thứ trong càn khôn, cha có quyền coi mọi thứ thấp kém hơn cha hết, không những chỉ vì cha là chân lý tối thượng, không những chỉ vì cha là đứng sáng tạo ra nó, mà cả vì lý do khi cha nghĩ khinh nó, khi cha thấy nó thấp kém hơn cha, là cha nhìn được chỗ nó là cha, cha là nó, nó với cha là một đó thôi. Cho nên cha khinh mà không khinh, làm cao mà là thấp, kiêu ngạo mà không kiêu ngạo đó con. Nên biết rằng khi con làm được cao cả nhất và làm được hèn mọn nhất, thấy được cả hai trạng thái đó cùng một lúc, ấy là con đã thật sự biết kiêu ngạo rồi đó vậy. Câu hỏi số 40. Vấn: thưa cha, trước đây có những bạn tu theo pháp lý vô vi nguyện bí học, có nghe ông Tám dạy rằng người hành thiền không cần ăn chay vì có phần pháp luân thường chuyển khử trược lưu thanh, cho nên ăn mặn mà vẫn thanh. Và ông Tám còn nói bản thể người tu ví như một cái nhà tốt sang trọng như cái xá vệ quốc, vậy tại sao không từ bi thu nạp những phần điển các con thú vào để cho nó sung sướng, để độ nó, dẫn tiến nó đi lên? Đây là cứu nó chứ không phải sát nó. Tuy nhiên từ ngày cha xuất hiện trong phái vô vi, cha khuyên chúng con phải ăn chay, rồi chúng con thấy ông Tám ăn chay trở lại, như vậy phải chăng trước đây ông Tám đã lý luận sai? Cha đáp: tại sao không từ bi thu nạp phần điển thú vào cái nhà tốt sang trọng, vào cái xá vệ quốc của người tu cho nó hưởng sướng hơn, để độ nó, để dẫn tiến nó đi lên? Tám nói điều này đúng chứ con? Nhưng có điều chỉ đúng và chỉ nên áp dụng cho riêng Tám, cũng như một số người tu tiến hóa cao đã phát huệ, có trình độ thanh điển nhiều để có thể dẫn tiến con vật. Chỉ những cá nhân này mới có được cái bản thể đủ thanh lọc, xứng đáng xem là căn nhà sang trọng, là xá vệ quốc để thu nạp các phần điển thú vào, cho nó hưởng được sự sung sướng, sự sáng suốt, sự thanh nhẹ để dẫn tiến nó đi lên mà thôi. Trường hợp này ăn mặn có phước, có công quả, đem điển thú vào bản thể mà giúp nó tiến hóa được, đi lên được nhờ sự sáng suốt của khối thanh điển của mình thì nên làm chứ con. Đây là cứu nó chứ không phải sát nó.
Nhưng còn chúng con, đa số tu theo pháp lý này cũng bắt chước táp ăn mặn, nhưng bản thể của chúng con chưa đủ thanh lọc, huệ chưa sáng, thanh điển chưa bao nhiêu, căn nhà bản thể của các con đầy dẫy những rác rưới, meo móc, tối tăm, vì chưa được tẩy rửa bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ mới bắt đầu quét rác. Nhưng rồi con chắc rằng con đã quét sạch chưa? Ngồi công phu hành pháp luân, quét được một mớ rác, sau đó lại quến thêm một mớ khác vào, quét ra bao nhiêu lại quến thêm bấy nhiêu. Đấy là chưa kể trường hợp tối quơ vài cú chổi cho lấy lệ. Thế thì con ơi, trường hợp này thật căn nhà của con không thể được xem là nguy nga sang trọng. Thật căn nhà của con không thể là một xá quỷ quốc để thu nạp chúng sanh mà khỏi bị phàn nàn. Căn nhà của con còn quá lục sụp tối tăm, thiếu vệ sinh, chưa quét dọn được là bao. Thế mà con còn thu nạp mỗi ngày không biết bao nhiêu là chúng sanh vào cái căn nhà lục sụp tối tăm đó, bẩn thỉu đó, để làm chi? Dĩ nhiên, vào một nơi như vậy chỉ khiến chúng khổ sở và tù túng, ngu muội mà không thể nào tiến hóa lên cao được. Vào căn nhà con mà không thấy sung sướng, thoải mái, không được tiến bộ sáng suốt hơn, thì tự nhiên chúng phải quay lại khảo đảo con mà thôi. Ấy là chưa kể con nào còn có nợ ân quán giang hồ với nó, vì chúng mà bị các con giết chúng rồi đem chúng vào nơi tối tăm khổ sở. Đấy gọi là nghiệp sát đó con. Cho nên người tu còn ăn mặn là không có trình độ dẫn tiến các phần điện thú để rút chúng lên tầng giới sáng cao hơn, thì các thần thú này phải bị kẹt lại trong bản thể của con, khiến bản thể bị trượt, và điểm của chúng nó sẽ vất vưởng theo con để đòi nợ, để phá phách, rồi trì kéo con vào con đường, trì kéo con đường tu tiến của con mà thôi. Cho nên các con trong phái vô vi đa số không ăn chay vì ý lại vào cái pháp luân thường chuyển khử trượt lưu thanh. Nhưng cha hỏi các con, mỗi lần công phu con có chắc rằng pháp luân đó quét được sạch rác rưởi đã tích tụ từ bao nhiêu kiếp hay chưa? Ấy là chưa kể số rác rưởi có thể quấn vào thêm hiện tại trong đời sống hồng trần mỗi ngày của con. Con đã tẩy rửa chưa sạch, chưa thanh, đã vậy con còn đem phần trượt điển thú vào và dám tin chắc rằng con có thể tẩy rửa cho nó sạch, giúp nó sáng để đi lên hay sao? Cho nên người tu giết một con vật mà độ được nó, giúp nó sướng hơn, sáng hơn và tiến hóa được, thì đấy là công quả. Giết một con vật mà không độ được nó, để nó kẹt và khổ sở tối tăm trong căn nhà bản thể của con, ấy là nghiệp quả. Giết nó mà dẫn tiến được nó, ấy là cứu nó, là có ân với nó. Giết nó mà không dẫn tiến được nó, ấy là hại nó và có oán với nó. Có oán với nó thì nó phải theo để báo oán mà thôi. Cha nghe lý luận rằng nếu ăn chay mà thành Phật thì con bò ăn toàn rau cỏ đã thành Phật rồi. Điều này cũng đúng thôi, vì con nào nghĩ ăn chay mà thành Phật ấy là mê tín, là vọng tưởng, vọng cầu. Phải hiểu rằng các con không thể ăn chay mà thành Phật được. Việc ăn chay chỉ để trợ duyên cho người tu để dễ đi mau tiến hóa, bản thể cho các con được thanh nhẹ hơn là người ăn mặn, nên mau được sáng, được nhẹ hơn mà thôi. Người tu thiền mà ăn chay Phật sẽ hành công phu nhẹ nhàng hơn người ăn mặn là chắc chắn. Phải chăng người tu khi ăn chay cũng là giúp phần hồn phát triển đức từ bi hỷ xả? Con không thể ru ngủ lương tri của con vì vị lợi cho riêng mình, vì miếng ngon của mình để nhúng tay vào máu sát hại loài thú khi chúng đã có trình độ biết tham sống và sợ chết. Con có thấy không? Chúng cũng đau đớn, cũng rên xiết, cũng quằn quại biết ngần nào dưới tay của đồ tể. Và chúng cũng dùng hết sinh lực để giãy giụa mong thoát khỏi cái chết đang chờ chúng, và bám víu vào sự sống mong manh một cách tuyệt vọng ở những phút sau cùng. Nếu các con có huệ nhãn để quan sát phần điển thú trong giờ phút đó, các con sẽ thấy điển của chúng rung động những màu sắc diễn tả sự kinh hoàng tột độ và sự oán hận ghê gớm những người đã giết chúng và làm chúng đau khổ. Là người tu phải học hạnh từ bi, phát tâm cứu khổ chúng sanh. Thế nên con phải hiểu, khi giết một con vật để ăn mà dẫn tiến được nó là con cứu nó, cứu khổ cho nó. Giết nó để ăn mà không độ được nó, ấy là con đã sống trên máu và trên những đau đớn rên xiết của nó. Điều này để con thấy rằng khi chưa có trình độ để cứu khổ con vật bằng cách giết nó
thì hãy cứu khổ con vật bằng cách phóng sanh nó vậy. Câu hỏi số 41. Vâng, thưa cha, xin cha cho con rõ người tu theo pháp lý này phải tới trình độ nào mới có thể ăn mặn mà cứu độ được con vật. Cha đáp, người tu nếu muốn ăn mặn để lập công quả độ thú thì hãy chờ khi huệ nhãn mở mới có trình độ thấy được hồn của con vật. Thấy được cảnh nó vô bản thể mà nó vui, nó sướng nhờ khối thanh điển của mình. Và sau khi ăn nó, mình công phu dùng tư tưởng dẫn tiến nó để mình niệm Phật, nó chịu niệm Phật theo mình, chịu nghe lời mình dạy tu để tiến hóa lên tầng giới cao hơn. Phải thấy được những cảnh như vậy bằng huệ nhãn của con thì mới chắc rằng con ăn thịt thú vào cơ thể mà giúp được nó sướng, nó nhẹ. Đến trình độ đó con hãy ăn mặn. Ở đây cha cũng muốn nhắc chúng con nhớ, hồi tám mới tu, tám cũng phải ăn chay trường chứ con. Đến khi trình độ tám phát huệ, sáng nhiều, thấy được hồn của con vật, thầy nó mới khuyên nó ăn mặn để làm công quả cứu độ thú. Vì lúc đó cái căn nhà bản thể của tám đã sáng đẹp, đã làm cái sao vệ quốc có thể thu nạp chúng sanh mà giúp chúng nó sướng, chúng hiểu hơn để tu tiến. Đạt Ma sư tổ cũng như nhiều vị sư tổ khác, khi đã có trình độ cao siêu rồi, đắc quả rồi mà còn phải ở cõi trần độ đời thì đã không còn chấp nê chay hay mặn. Gặp chay thì ăn chay, gặp mặn thì ăn mặn, ăn mặn khi ấy cũng như ăn chay. Ăn mặn ở trình độ của những vị đó còn hữu ích hơn là ăn chay nữa. Ăn mặn lúc đó là vì từ bi, không phải vì sự đòi hỏi của khẩu vị nữa rồi. Tám cũng vậy, tám giờ đấy ăn mặn hữu ích hơn ăn chay. Tuy nhiên, cha đã kêu gọi nó ăn chay trở lại để làm gương cho các con tu trong phái vô vi đó thôi. Vì nếu nó ăn mặn, các con có khuynh hướng theo nó, rồi các con chưa đủ trình độ sáng suốt, bắt chước nó ăn mặn, khiến bị chậm trễ, bị trì kéo sự tiến bộ và thoái bộ. Đây là lý do để tám ăn chay trở lại như các con đã biết. Câu hỏi số 42. Vâng, thưa cha, con vật cũng như con người, tai nạn sống chết đều có số, tới ngày giờ phải bị giết theo nghiệp quả. Vậy tại sao mình giết nó lại có nợ sát sinh với nó để nó theo báo mình? Cha đáp, nó theo báo con, đòi nợ con vì trình độ hiểu của nó chưa tiến hóa đến chỗ biết tha thứ cho những ai làm cho nó đau khổ. Đấy là thú tánh. Con người cũng vậy, khi nó tỏ ra căm hận và xin ý muốn trả đũa báo oán lại kẻ đã gây đau khổ cho nó, ấy là nó đã thể hiện thú tánh đó. Cho nên khi con sát hại con thú mà chưa đủ trình độ để giúp nó sáng thêm, hiểu biết để chịu tu, không oán hận nữa, thì tự nhiên với bản tính thú tánh của nó còn phát triển ở trình độ thú, nó oán hận và theo con đòi nợ đó thôi. Câu hỏi số 43. Vâng, thưa cha, nếu tất cả đều do nghiệp quả, phần số chỉ định, thì việc con phải sống bằng những nghề chài lưới, chăn nuôi cũng là theo phần số. Vậy con nuôi con bò, con heo, con gà, con vịt, hoặc chài bao nhiêu cá tôm để cho loài người sát hại ăn uống, việc ấy có tội hay không, khi đây là tại số phận của con phải sống bằng nghề này? Cha đáp, những tay đồ tể hay những con người sinh sống bằng nghề sát sinh hại vật, gây nợ máu với loài thú đều vướng vào dòng nghiệp không lành cả. Giá các con thấy được những tư tưởng oán hận của con vật và cảnh hồn nó đeo theo để đòi nợ ra sao, chắc các con phải dứt bỏ buông giao đồ tể, vì không còn tâm dạ nào mà muốn giết hại chúng nữa. Nhưng đấy là cảnh tượng thuộc về khoa học vô vi mà mắt thường của các con không thể thấy và chứng nghiệm được. Thế nên loài người cứ vì cái quyền lợi của mình, vì miếng ăn cho ngon khẩu vị mà thẳng tay tàn sát chúng không chút xót thương. Nhưng rồi, nếu cho rằng với cặp mắt thường con người không thấy được phần điển của con thú oán hận theo đòi nợ, thì cũng bằng mắt thường con người cũng phải chứng kiến cảnh tượng máu đổ ghê gớm, cảnh rên xiết quằn quại dãy giụa hải hùng của loài vật, để rồi tự vấn với lương tâm rằng xem mình có quyền dùng quy lực của kẻ mạnh, kẻ biết hơn, thông minh hơn mà thẳng tay đàn áp sát hại và sống bằng huyết nhục, bằng máu, bằng thịt, bằng cái chết của muôn
sinh vật yếu đuối ngu muội hơn nên không đủ sức tự vệ hay không? Cảm giác đau đớn quằn quại của thể xác loài vật chịu đựng khi bị cắt cổ lột da đâu khác gì loài người khi bị cảnh tượng đó, hỡi các con. Chúng cũng biết kinh sợ và đem hết khả năng để tự vệ hầu thoát được cái chết đang đe dọa. Tâm trạng ấy, bản năng phấn đấu ấy đâu khác gì con người. Đã vậy con còn ngụy biện rằng người ta giết sẵn đem bán, tôi mua về tôi ăn. Tôi ăn miếng thịt của con vật đã chết sẵn rồi, tôi đâu có chính tay tôi giết hại nó. Nhưng thử hỏi, không có người ăn làm sao có người giết, không có cầu làm sao có cung, hả con? Vì vậy cả người giết lẫn người ăn đều phải chia nhau món nợ máu với mấy con thú bị sát hại. Cho nên khi con người đã có trình độ phát triển nhân tính thật sự thì không còn muốn giết hại loài vật nữa. Vì vậy đã không biết thì thôi, biết rồi thì các con phải mau mau phát tâm bỏ nghiệp dữ để tiến sang nghiệp lành, tìm những cách sống không vai nghiệp nặng. Dẫu không đem lại cho con nhiều lợi nhuận vật chất, nhưng về phương diện tinh thần con sẽ tránh bớt nợ oan khiên. Cha thí dụ một trường hợp điển hình, đấy là trường hợp của một đứa trong phái vô vi mà chắc các con ở đây đều có biết. Trước đây nó có trại chăn nuôi, sau một thời gian hành pháp vô vi này, ngồi công phu thấy bị mấy con thú bu nó phá, rồi nó đào ao nuôi cá để kiếm lợi. Tối công phu thấy bầy cá nó bu nó rỉa, nó hoảng sợ, lương tâm nặng nề, cắn rứt. Sau đó có cơ hội diện kiến cha, nó liền xin cha ban ơn chuyển nó để giải nghiệp sớm. Thấy nó thật tâm, cha chuyển cho được như ý. Giờ đây nó đã dẹp trại chăn nuôi. Hôm trước được vào đảnh lễ cha, nó thưa rằng: con có tay chăn nuôi, con biết tính toán sao cho có lợi nhiều bằng nghề này. Nhưng sau một thời gian tu theo pháp lý vô vi huyền bí học, con bắt đầu đổi tánh. Nhất là khi công phu thấy cảnh mấy con thú nó phá, lương tâm nặng nề, cắn rứt, không còn muốn sống với nghề này nữa. Giờ đây được cha ban ơn cho giải quyết đâu đó ổn thỏa, con thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Dẫu bây giờ con không còn kiếm được lợi nhiều như trước. Trường hợp trên là gương điển hình để các con nào nếu đã lỡ vì vô minh mà vướng vào vòng nghiệp sát, sống bằng những nghề có nợ với loài thú thì hãy mau mau dứt bỏ, dứt khoát, phát tâm chuyển sang nghiệp lành đi con. Rồi còn phải lo quyết chí tu hành, lập công bồi đức để mau tiến hóa. Ngày nào con tiến hóa lên cao, cứu độ được chúng là con mới hết nợ với chúng. Con phải biết oan oan tương báo, có vay phải có trả. Càng vay nhiều thì càng phải trả nặng. Trước sau gì luật nhân quả cũng phải tác động để cho các con học mà thôi. Câu hỏi số 44, vấn: thưa cha, nhưng rồi các loài vật ở dưới nước cũng như ở trên cạn, nếu không bị loài người sát hại, không có nguồn tiêu thụ thì chắc chúng sẽ càng ngày càng sanh sôi nảy nở, choáng hết chỗ sống của loài người trên địa cầu này. Vậy phải làm sao? Cha đáp: này con, nếu có sinh phải có diệt, ấy là quy luật của đất trời. Vả như các loài vật không bị con người sát hại, chắc chắn chúng cũng phải bị diệt theo quy luật thiên nhiên mà thôi. Thử bàn đến loài thủy tộc sống ở dưới nước, nếu con người không bắt chúng, sát hại chúng, thì chúng cũng phải tự tiêu diệt bởi cảnh cá lớn nuốt cá bé. Loài này là mồi của loài kia, chúng săn đuổi nhau và tàn hại lẫn nhau không ngớt. Ấy là chưa kể những cảnh biến động dưới lòng của biển cả, những chấn động bất ngờ dưới biển sâu đã mang lại cái chết cho vô số sinh vật trong lòng đại dương. Rồi lại bàn đến những loài vật ở trên đất liền, những thú vật sinh sống chốn rừng xanh, nếu loài người không săn bắt chúng, chúng cũng phải bị tiêu diệt theo quy luật. Những cảnh đọ sức, cảnh mạnh hiếp yếu, cảnh con này ăn thịt con kia, cảnh săn đuổi giết hại lẫn nhau, rồi những tai nạn chốn rừng thẳm, những biến động bất ngờ, những trận bão rừng, những trận cháy rừng đã hủy diệt bao nhiêu thú vật chốn rừng xanh. Sự kiện ấy khiến nhiều nơi loài người đã lập ra những luật bảo vệ rừng, cấm việc săn bắn để giữ lại nhiều giống hiếm hoi đi dần tới chỗ tuyệt chủng. Rồi bây giờ cha nói đến các loài gia súc thân cận với loài người như bò, heo, gà, vịt, chó, mèo, v.v. Nếu con người không dùng chúng để làm vật thực và nguồn lợi sống thì chúng cũng phải chết đi vì tai nạn, vì bệnh hoạn, vì già yếu mà thôi. Mỗi loài đều có một số tuổi của nó,
Khi con chó sống quá 10 năm, nó phải bắt đầu già yếu chậm chạp đi, lần vào cái chết không hơn vài năm sau đó. Nếu con nói rằng, giả như không sát hại chúng, dùng chúng làm thực phẩm, thì chúng sẽ sanh sôi nảy nở không còn chỗ chứa. Thế thì xem, thử con chó con mèo bên Âu Mỹ, hầu như không ai giết nó để ăn thịt. Chúng được thương yêu, săn, sóc và xem như người bạn thiết ở trong gia đình. Nhưng rồi có vì vậy mà những loài này sinh sôi nảy nở không còn chỗ chứa chăng? Có khi vì bệnh hoạn hay già yếu mà chết đi, con người còn thương tiếc muốn giữ được chúng sống, vậy mà vẫn phải mất chúng mà thôi. Các con nên rõ, các loài gia súc như bò, heo, gà, vịt sở dĩ còn đông như vậy trên quả địa cầu này là vì chúng được xem như nguồn lợi lớn, khiến cho con người thành lập những trại chăn nuôi quy mô để trưởng dưỡng chúng, để kích thích chúng sinh sản tối đa, dùng mọi mánh khóe tân tiến để giữ chúng mạnh khỏe, săn sóc bảo vệ chúng khỏi bệnh, khỏi chết để được nhiều lợi nhuận. Ấy vậy mà vẫn có những tai nạn, những bệnh dịch súc vật khiến chúng chết đi hàng loạt, không chịu nổi khiến trại chủ phải phá sản. Đây là nguyên nhân khiến chúng sinh sôi nảy nở và có nhiều như vậy. Phải có bàn tay của con người chuyên chú nuôi nấng chúng, chủng giống kích thích nảy nở thêm tối đa bằng mọi mánh khóe tân tiến để ăn uống thụ lợi, chúng mới góp mặt đông như vậy mà thôi. Con thấy hiện tại ở Việt Nam, giống cừu phải hiếm vì ít ai khai thác chăn nuôi mà sử dụng đến nguồn lợi này. Nói vậy để các con nhận định rằng, nếu con người không chuyên tâm nuôi thú vật để ăn uống, để thủ lợi, không còn sinh sống bằng cách sát hại, sống trên huyết nhục của loài thú và trên nỗi đau đớn quằn quại của loài vật nữa, thì chắc chắn các thú vật sẽ không sinh sôi nảy nở đến độ mà choáng đất sống như các con tưởng. Câu hỏi số 45. Vấn: Thưa cha, trên thực tế phải thấy rằng thú vật là một nguồn lợi đáng kể cho đời sống của con người. Chúng cho thịt để ăn, cho lông, xương, da để làm chất liệu sản xuất những sản phẩm trong công nghiệp. Như vậy chúng đã đóng góp thêm sự phong phú cho xã hội loài người. Thế giới chắc sẽ bớt phong phú đi nếu tập thể loài người ăn chay trường và không còn sát hại thú vật để sử dụng nữa. Cha đáp: Con nói đúng, thú vật là một nguồn lợi cung cấp đáng kể cho xã hội loài người, thêm phong phú về phương diện vật chất. Nhưng không phải vì thế mà con người cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đời sống bớt đau khổ. Trái lại, càng ngày con người càng chìm đắm trong đọa đày, trong những thảm kịch máu lệ bởi những cảnh xấu xa, sâu xé, tranh giành, ảnh hưởng lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, rồi bao nhiêu tội ác, bao nhiêu thảm kịch diễn bài với khủng bố, với giết chóc, với những chiêu bài lý tưởng đẹp đẽ. Vì con người, vì người để giết người, mà hậu quả là những cuộc tàn sát tập thể của xã hội loài người bởi những cuộc chiến tranh khốc liệt. Đấy là những loài sát sinh vĩ đại lôi cuốn hàng vạn triệu sanh linh vào cuộc chém giết để trả cho tròn cái quả báo ứng của nghiệp sát. Có phải chăng những nỗi đọa đày thống khổ mà nhân loại đang gánh chịu ngày nay là từ những thể hiện của thú thánh trong con người, từ sự đánh mất nhân tính được diễn đạt qua bối cảnh tranh giành sâu xé để thỏa mãn quyền lợi vị kỷ, qua những cảnh đàn áp, khủng bố, chiến tranh, giết chóc, những tội ác ghê gớm không con? Rồi thử hỏi, vì sao nhân tính bị lu mờ? Nhờ đâu mà thú tính được tăng trưởng mạnh mẽ trong những khuôn mặt có hình dáng người? Có phải chăng vì loài người đã nuôi mình bằng thịt thú, sống bằng máu thú, xây đắp quyền lợi và sự hưởng thụ của mình trên nỗi thống khổ của vạn triệu ức xác thú hay không? Không nói đến hồn thú, điển thú thuộc địa hạt vô vi mà con người chưa thấy được, nhưng điều chắc chắn và rõ ràng là máu thú phải xâm nhập, lưu hành, thâm nhiễm trong huyết quản của con người, khiến cho nhân tính bị mờ lu, thú tánh phải phát triển, rồi con người không ngần ngại để lao vào tội ác, tham lam, ích kỷ, dùng bạo lực để đàn áp, uy hiếp kẻ yếu thế hơn, tranh giành, sâu xé nhau vì tư lợi, vì tham vọng, dẫn đến thảm kịch, giết chóc, tàn hại lẫn nhau, y như cách sống của xã hội loài thú. Như vậy để các con thấy rằng, việc sát hại loài vật tuy tương đối giúp cho đời sống con người phong phú phần nào về vật chất, nhưng lại tàn phá hạnh phúc loài người về phương diện tinh thần.
Và rồi chắc chắn sự sụp đổ tinh thần sẽ có lúc sẽ kéo theo những thảm họa sụp đổ của nền văn minh vật chất. Bi kịch ấy tất phải đến, không sao tránh khỏi. Và các con chắc chắn đã thấy nhiều dấu hiệu của một cuộc chiến tranh nguyên tử khốc liệt sắp bùng nổ không xa, đưa tới sự hủy diệt hoàn toàn nền văn minh vật chất, nhưng nghèo đói tinh thần của thế giới hiện tại. Nhưng rồi hình ảnh của thế giới sẽ ra sao khi cả tập thể loài người không sát sanh hại vật và ăn chay trường, và từ bỏ việc sát hại thú vật để trục lợi? Chắc chắn thế giới sẽ không có kiểu phong phú hiện nay, nhưng có ngàn kiểu phong phú khác để giúp cho con người phúc lạc. Con người sẽ không có thịt, da, xương hay lông thú để trang điểm cho đời sống vật chất, nhưng lại có muôn vàn phương tiện khác phong phú hơn để trang điểm cho một cuộc sống thịnh vượng cả vật chất lẫn tinh thần. Loài người ở xã hội này sẽ biết đoàn kết, thương yêu nhau như tình huynh đệ, tôn trọng lẫn nhau, vì khi đã biết tôn trọng quyền sống của cả loài vật, ác sẽ biết tôn trọng quyền sống của con người thật sự. Những thứ ấy thật vô giá, mà hiện tại cả kho vàng của thế giới muốn tìm mua cũng không có mà mua được. Nhờ đoàn kết, biết thương yêu nhau, con người ở xã hội này sẽ phát triển trí thông minh, tâm đạo đức, óc sáng kiến và trở nên văn minh tột bậc từ vật chất đến tinh thần. Nhân loại kỷ nguyên này đi sâu vào việc nghiên cứu khoa học vô vi, phát triển vượt bậc khoa học siêu hình học, tức khoa hình nhi thượng học, được học hỏi hiểu biết và tiến hóa rất cao nhờ mở được những quyền năng bí ẩn ở trong bản thể của con người. Xã hội này sẽ thật sự là một xã hội đại đồng, là một thứ bồng lai tại thế. Viễn tưởng này không phải là ảo tưởng. Xã hội này chắc chắn sẽ được và phải được hình thành do ý chí của Thượng Đế, và được xây dựng nên không phải từ vũ khí, bạo lực, sắc máu, mà nhờ sự hiểu biết, nhờ trình độ tiến hóa đạo đức và tinh thần đại đồng của con người. Xã hội này chỉ sẽ xuất hiện vào kỷ nguyên Thánh Đức sắp đến. Cơ Thánh Đức đang được hô hào rao giảng để sửa soạn mở màn. Vậy cha khuyên các con hãy chuẩn bị thân tâm cho xứng đáng. Câu hỏi số 46, vấn: thưa cha, cây cỏ cũng có đời sống, cũng là một sinh vật trong thiên nhiên. Vậy tại sao mình có thể sát hại nó để ăn mà mình không thể làm như vậy đối với loài thú? Cha đáp: trước hết, dĩ nhiên con người phải cần thực phẩm để nuôi sống cơ thể của nó, nhưng nó phải biết chọn cách sống nào phù hợp với định luật thiên nhiên và định luật tiến hóa. Và khi con người dùng các loại rau đậu làm thực phẩm, ấy là phù hợp theo định luật thiên nhiên vậy. Vì sao? Vì thực sự con người là một loại sống bằng các loại rau đậu, hoa quả. Xét về phương diện cơ thể học, sự cấu tạo cơ thể của con người từ móng tay, móng chân cho đến hàm răng, đến bộ phận tiêu hóa, đều để ăn ngũ cốc và rau đậu. Cơ thể loài ăn thịt đã được cấu tạo khác hơn, từ bộ phận tiêu hóa đến răng nanh dài, đến tứ chi có móng vuốt nhọn để vồ mồi xé thịt. Thế nên, nếu con người ăn thịt là sống sái với quy luật thiên nhiên đó, do đó phải cản trở sự tiến hóa của nó. Về mặt khoa học vô vi, thì loài thực vật nhờ thỏa bẩm khí âm dương của trời đất mà quá xanh xanh, nên điển của chúng nó bẩm chất thanh nhẹ, thanh hơn điển của loài động vật. Vì vậy, khi sống bằng thực vật, khí chất của con người sẽ nhẹ nhàng, điển quang của con người ít nhiễm trược hơn là khi nó dùng thực phẩm động vật. Cho nên khi sống bằng động vật, điển của con người bị nặng, bị trì trệ sự tiến hóa đi lên của nó. Về mặt đạo lý, các con thấy rằng loài thú có trình độ tiến hóa hiểu biết hơn loài cây cỏ. Chúng có xúc giác biết nhạy cảm sự đau đớn như loài người. Tuy ngu muội hơn loài người, nhưng các con phải nhận rằng ở chúng có phần nào sự phát triển về tình cảm và trí thông minh, nhất là những loài thú được cơ hội sống gần con người. Thế nên, vì trình độ tiến hóa hiểu biết hơn, chúng phải có cảm giác đau khổ hơn loài cây cỏ khi chúng bị sát hại. Vậy con người phải chọn cách sống nào đỡ gây đau đớn để phù hợp với nhân tính. Về mặt nhân quả, con phải biết càng giết hại một sinh vật tiến hóa nhiều chừng nào, con càng nặng nợ chừng ấy. Con giết loài cây cỏ không nợ bằng con giết loài cua ốc. Con giết loài cua ốc không nợ bằng con giết loài gà vịt. Con giết loài gà vịt không nợ bằng con giết loài chó mèo. Con giết loài chó mèo không nợ bằng con giết
một con người. Con giết một con người bất lương không nợ bằng con giết một con người tu hành thánh thiện, đúng không? Cho nên con sẽ chọn cách sống nào để ít gây nợ nhất, để khỏi bị trì kéo gây trở ngại cho con trên con đường tiến hóa của con. Tóm lại, tất cả chỉ để phục vụ mục tiêu tối hậu, đấy là sự tiến hóa không ngừng của tiểu hồn các con đó thôi. Câu hỏi số 47, vấn: thưa cha, theo con thấy sở dĩ vấn đề ăn chay bị con người chống đối là vì ăn chay không ngon miệng và làm tổn hại sức khỏe của con người. Cha đáp: con có cảm giác ngon miệng ấy là vì tập quán và thói quen đã thâm nhiễm vào khẩu vị và tâm lý của các con đó thôi. Khi con ăn chay đã quen, con ăn lại cá thịt sẽ thấy tanh hôi và khó ăn mà thôi. Còn bảo rằng ăn chay gây tổn hại sức khỏe của con người, cha co cho các con rõ, cơ thể của con người được cấu tạo để sống bằng các loại và thảo mộc. Và trong lúc thức ăn của loại thảo mộc có đầy đủ tính bổ dưỡng cho sức khỏe con người. Nếu chỉ có ăn chay mới gây ra tổn hại sức khỏe thì chắc chắn các bệnh viện phải chứa toàn là những người ăn chay. Nhưng trên thực tế con thấy rằng đa số bệnh nhân trong nhà thương là những đứa ăn cá thịt. Như vậy có nghĩa là không phải chỉ ăn chay mới là làm cho con người bệnh hoạn. Thật ra ăn chay mà bệnh hoạn là vì con không biết dinh dưỡng. Ăn mặn mà không biết dinh dưỡng con cũng bệnh hoạn như thường. Song con nên xét kỹ nguyên nhân. Thật ra con bệnh hoạn đây là vì chính các con đã phá hoại cho suy vi cả lục phủ ngũ tạng, đánh mất tam bửu tinh khí thần bởi một cuộc sống loạn động dễ đầy tham sân si hỉ nộ ái dục. Vì không khi con mê dục thì tinh mất, khi con lo lắng vọng động ham muốn chuyện trần gian thì thần tán khí hao, tinh khí thần tam bửu tiêu mất thì hồn xác phải hư hoại, bệnh hoạn đó thôi. Cho nên cha khuyên tất cả các con nên biết sống tiết độ để dinh dưỡng, tập thiền định, siêng năng hành tâm pháp để bảo tinh, dưỡng khí, tồn thần, cải sửa hệ thống thần kinh lành mạnh, dần dần lục phủ ngũ tạng, nhờ đem thanh khí điển của trời đất vào để thanh lọc bản thể. Pháp môn vô vi huyền bí này rất hay để giúp cho con, cơ thể của con được khỏe mạnh. Nếu con chịu chuyên tâm tinh tấn hành pháp không giải đãi và bê trễ, cha cho con rõ, con nào công phu được tốt, hưởng được khá nhiều thanh điển thì trong một ngày có thể ăn uống thật thanh đạm mà cơ thể vẫn được khỏe mạnh như thường. Đây là điều mà nhiều con đã chứng nghiệm, điển hình là trường hợp của tám lương sĩ Hằng. Các con đều thấy lúc tám mới tu, nó chỉ ăn cơm với một trái cà luộc mỗi ngày. Xét về mặt y học thì ăn như vậy quá khổ hạnh, phản lại phép dinh dưỡng, hoàn toàn thiếu sinh tố để nuôi cơ thể, chắc chắn nó phải đưa tới bệnh hoạn và đuối sức. Nhưng rồi trên thực tế, nhờ siêng năng hành pháp, công phu tốt, nó hưởng được nhiều thanh điển nên vẫn hồng hào khỏe mạnh như thường. Tóm lại, cha khuyên tất cả các con hành thiền nên ăn chay trường để công phu được nhẹ nhàng và tốt hơn. Thiền mà còn ăn mặn là phải bị trì kéo dữ lắm. Nỗi chúng sanh trong bản thể của các con lo độ chưa xong, nỗi đám lục căn nó trì con tiến lên không muốn nổi, con còn rước thêm một mớ chúng sanh ở ngoài vào, làm cho con đi lên mà sao khỏi bị chậm trễ. Đấy là chưa kể những nợ nần do con đã vay mạng của loài thú khi chưa độ được chúng tiến hóa đi lên. Ngày giờ đã cận kề một bên rồi, các con coi chừng đi không còn kịp nữa các con ơi. Trước khi dừng bút, cha nhắc lại cho các con rõ, tất cả những ai xưng là Thượng Đế ở bên ngoài các con đều là giả cả, kể cả cha nữa con. Vì cha chưa phải là Thượng Đế mà là sứ giả của Thượng Đế mà thôi. Thượng Đế vốn thật, thường ngự vĩnh cửu trong tiểu hồn các con. Chỉ có kim thân ở trong các con mới là thật mà thôi. Các con phải làm sao được cho được phát hiện cho ra vị Thượng Đế trong các con, chạy ra tìm ở ngoài chỉ là giả tạm mà thôi. Bài giảng của cha đến đây tạm hết, nhưng tiếng nói của đại hồn vẫn reo mãi bất tận với chúng con. Tất cả những gì cha giảng ra đây cũng như hoa rơi lá rụng mà thôi, các con khá hiểu. Trưởng giáo ngôi hai, giáo chủ càng khôn nhất thống giáo, huệ mạng kim cang ngọc đế.